Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một bài thực hành nhỏ để hoàn thiện về các nét. Hình các bạn đang thấy đây là kết quả cuối cùng của những hình này. Thì đầu tiên chúng ta có hình này. Các bạn sẽ kéo những mặt trăng qua bên này, dùng các hiệu ứng blend màu hòa trộn để tạo những tia nắng và xóa đi những vùng không cần thiết, căn chỉnh lại vị trí bông hoa để hoàn thiện. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau cắt ghép mặt trăng. Các bạn qua phần này. Ở đây chúng ta có bông hoa, đây là mặt trăng và đây là background. Tôi chọn mặt trăng. Tôi dùng công cụ nhanh nhất, chọn đối tượng này, Magic Wand, chọn vùng đen. Các bạn vào Select, chọn Invert, cần tiên Shift Y để nó chọn ngược lại vùng chọn mặt trăng mà thôi. Chúng ta về công cụ V trên bàn phím là phím tắt của công cụ này. Các bạn chọn đối tượng và kéo qua bên này, thả vị trí này. Nếu mặt trăng quá to, các bạn có thể nhấn cần chân T trên bàn phím hoặc vào Edit, Quick Transform. Các bạn giữ Shift và Alt Tab để thu nhỏ lại đều. Ví dụ tôi để ở đây. Các bạn xách dấu này, đồng ý hoặc là các bạn Enter trên bàn phím. Rồi kéo ra đây. Chúng ta có thể hòa trộn cho mặt trăng này một cách tùy chọn hòa trộn như sau. Chúng ta sẽ chọn tùy chọn Screen. Đương nhiên các bạn cũng có thể giảm Opacity để thật hơn. Ví dụ tôi giảm còn khoảng 90%. Thì bước đầu tiên chúng ta đã cùng nhau cắt ghép mặt trăng và đặt nó đúng cái vị trí mà chúng ta muốn.